Bạn đang gặp những nỗi lo về mụn. Bạn thường xuyên cảm thấy ngại ngần, mất tự tin trong giao tiếp bởi mụn nhọt, trứng cá thường xuyên xuất hiện trên gương mặt. Bạn mong muốn có một làn da sạch, khỏe mạnh để thu hút mọi ánh nhìn và tự tin khoe cá tính. Nhưng bạn vẫn luôn băn khoăn vì đã sử dụng nhiều sản phẩm đông tây y mà vẫn không đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn thực phẩm chức năng dưỡng can linh. Dưỡng can linh với thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên là sự kết hợp chặt chẽ của 5 vị thuốc: diệp hạ châu, biển xúc, bồ công anh, rau má và cỏ nhọn nồi, có tác dụng tương hỗ lẫn nhau, tạo nên công dụng vượt trội, thanh giải nhiệt tích bên trong cơ thể, tiêu độc, bổ can, bảo vệ tế bào gan. Nhờ những công năng đó, dưỡng can linh thực sự là sản phẩm tuyệt vời dành cho những ai bị rung sẩy, mụn nhọt, mẩn ngứa và các chứng mụn như mụn bọc, mụn mủ, mụn đầu đen. Hơn thế nữa, dưỡng can linh còn có thể sử dụng cho những người dùng nhiều rượu bia hay chức năng gan kém. Vì chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, dưỡng can linh rất an toàn cho người sử dụng, nên có thể sử dụng cho cả người lớn và trẻ em. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng dưỡng can linh ngay hôm nay để có được một cơ thể khỏe mạnh và một vẻ bề ngoài như ý? Dưỡng can linh tự tin với làn da sạch mụn.